Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ lúc 0 giờ ngày 9 tháng 7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động để kiểm soát người ra vào. Lực lượng tại các chốt kiểm tra các tài xế có xác nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính. Tài xế nào không có giấy bắt buộc phải quay đầu trở lại. Phương tiện có 2 người trên xe mà chỉ có 1 người có giấy xét nghiệm cũng bắt buộc quay đầu. Giấy xét nghiệm âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ. Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch ngã tư Ba Làng với quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 7, đa số các tài xế đều có giấy xác nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính. Các phương tiện qua lại tại chốt này được các đơn vị điều tiết thông thoáng. Tối ngày 8 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô bao gồm xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển và xe khách theo tuyến cố định liên tỉnh đến và đi qua thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trừ xe công vụ, đưa rước công nhân, chuyên gia và 400 xe taxi đảm bảo đưa đón người dân đến cơ sở y tế mới được hoạt động. Dừng hoạt động vận chuyển khách bằng xe hai bánh đối với xe công nghệ và xe ôm truyền thống, còn dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy và các loại xe ô tô chở hàng, ô tô tải được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Các lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe ô tô phải được xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính. Về tình hình cung ứng các mặt hàng thiết yếu, ghi nhận tại hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op, nhờ dự đoán được lượng khách hàng đến mua tăng mạnh, các siêu thị đã tăng lượng hàng lên gấp nhiều lần nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Ghi nhận vào chiều tối ngày 9 tháng 7, tại siêu thị Co-op Xtra Linh Trung, thành phố Thủ Đức, các mặt hàng thiết yếu dồi dào, giá vẫn giữ ổn định. Đại diện Co-op Xtra Linh Trung cho biết, để phục vụ nhu cầu tăng đột biến, siêu thị đã trữ hàng hóa gấp 5 đến 10 lần, chú trọng các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả, thực phẩm khô và hàng tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh đó, để khách hàng yên tâm vừa mua sắm vừa phòng chống dịch, hệ thống Sài Gòn Co-op còn ưu tiên giao thực phẩm tươi sống tại nhà và áp dụng giao hàng miễn phí trong bán kính 6 km cho hóa đơn trên 200.000 đồng. Hàng được siêu thị giao ngay, đảm bảo tươi ngon, chất lượng. Hiện tại các siêu thị của Sài Gòn Co-op đang tập trung nhân lực đẩy mạnh việc nhận đơn hàng trực tuyến để hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Trung bình mỗi ngày, khách hàng đặt hàng khoảng 400 đơn, gần gấp đôi so với ngày thường. Khách hàng đến siêu thị được hướng dẫn vào mua sắm từng đợt, đảm bảo giữ khoảng cách, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt.